Đi du lịch Huế đúng ngày mưa lũ, nam du khách nước ngoài thích thú khi thấy chiếc xuồng chạy trên đường. Những ngày qua, nhiều nơi ở Huế vẫn chìm trong cảnh bốn bề là nước lũ. Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân ngồi trên chiếc thuyền máy đang rẽ nước chạy băng băng giữa trung tâm thành phố. Huế vốn là điểm đến du lịch nổi tiếng, nên rất nhiều du khách nước ngoài vô tình có mặt vào thời điểm mưa lũ này đã tỏ ra ngạc nhiên, xen lẫn thích thú, hòa nhập vào khung cảnh thuyền bè nhộn nhịp tại vùng đất cố đô. Mới đây, một nam du khách nước ngoài đã chia sẻ đoạt clip về chuyến du lịch Huế đúng mùa lũ của mình. Theo đó, anh chàng chia sẻ, không chỉ được trải nghiệm lội nước mà nam du khách còn được dịp ngồi thuyền để di chuyển đến khách sạn. Anh chàng còn hài hước ví von rằng đi du lịch Việt Nam mà như ở Venice khiến cộng đồng mạng phải bật cười. Đi du lịch trong tình cảnh có chút ái âm, nhưng thay vì tỏ ra lo lắng, nam du khách vẫn thoải mái thưởng thức món bánh mì yêu thích và thanh cảnh ngắm nhìn những thuyền ghe chạy qua chạy lại, nước đánh sóng sánh. Sự vui tươi, lạc quan của anh chàng du khách nước ngoài khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Nhiều người để lại lời chào mừng anh đến với Venice trong lòng phố Huế. Một số bình luận hài hước cho rằng đây có thể sẽ là trải nghiệm độc đáo của 102 của anh khi đến cố đô, vì chưa chắc lần sau đến Huế, nam du khách sẽ gặp lại cảnh tượng này. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.